What's up guys, welcome back to my channel kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và đó chính là Hào. Khó tài chính ngày hôm nay sẽ bước ra từ một bộ phim rất là nổi tiếng, James Bond, Điệp viên 007. Nhưng một điều đặc biệt là cocktail này được viết trong một cuốn sách trước đó nữa, nhưng bộ phim 007 đã làm cho nó nổi tiếng và đến thời điểm này nó trở thành một những classic cocktail. Cocktail được mang tên Vesper. Nếu như các bạn là một fan của Điệp viên 007 James Bond thì bạn sẽ biết được cái cocktail này rất là nổi tiếng, và nhờ vào cái bộ phim này mà người ta biết đến cái cocktail này rất là nhiều. Nhưng mà để nói về cái lịch sử của cocktail này hoặc là cách làm, cũng như là có rất là nhiều sự tranh cãi và measurement, là sự đo lường cái ratio về cocktail này, thì họ sẽ nói sau khi mà mình làm xong nhé. Những thành phần chính chúng ta cần để làm nên Vesper là họ sẽ sử dụng gin, các bạn có thể sử dụng gin nào cũng được. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng vodka. Và một thành phần đặc biệt không thể thiếu để làm nên Vesper đó là Lillet Blanc. Và garnish chúng ta sẽ cần một quả chanh vàng để garnish. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm Vesper. Face killer, go gorilla for the bag. That boy be a pussy, kill the vibe, he a drag. Autobiography gon' look like a brag. Let's get to the money, I'm on PT, dirty ass. Made he fuck a razor, white flag. I'm gon' get some riches with these rags. Go and tell my bitch to never nag. Got enough demons on my back. I'm gonna build a palace with my dogs while you talk, yeah. Please keep at your distance, you don't wanna get involved, You not made to get it out the mud and pay the cost, AF1's on me, keep me flowing like a god, Tennis chains for me when I make it off the net, I'm too scared of love, bitch, I only wanna sex, With the signs, laughing at they moves, I'm not impressed, I got different voices in my head, so come correct, yeah. Build a fucking palace with my dogs to block them out, These days they can't get my fucking name out they mouth, VVS to see what they be talking about, yeah. Roby in the bag and he smoking on some loud, yeah. Hit him with fire, wanna pop out some bitch gon' die. Vậy là họ vừa làm xong Vesper. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử cocktail này nha các bạn. Cheers. Nếu mà để diễn tả về cocktail này thì nó rất là nó không có mùi vị gì, thì mình giống như là một cái martini cocktail. Thì đây là một cocktail được mang tên là Vesper Martini, nhưng mà tôi thường gọi là Vesper hoặc là The Vesper. Cái này sẽ là gin, là các bạn sẽ thấy là cái phần nổi trội nhất. Thì mình có thể dễ thấy giống như là gin martini. Một điều rất là lạ là khi mà Hào thử cái này đó thì cái cocktail rất là mịn, bởi vì nó trộn lẫn các loại booze, loại liquor với nhau. Một chút về Lillet thì cái loại này á là không phải liqueur, không phải là liquor, mà nó là rượu nha các bạn. Nó xuất phát từ nước Pháp, Bordeaux. Nếu bạn có xem một cái tập mà Hào làm về rượu về Bordeaux á, thì đó là cái nơi mà Lillet xuất phát. Các bạn có thể sử dụng cookie Americano hoặc là Lillet, thì hai cái này rất là giống nhau thôi. Về lịch sử của cocktail này thì một điều rất là lạ là không có người nào bartender mà nghĩ ra cái cocktail này hết. Mà cái cocktail này nó được viết trong một cuốn sách vào năm 1953, được mang tên là Casino Royale. Sau đó thì nó được nổi tiếng khi mà James Bond là cái người đóng cái vai điệp viên 007. Trong cái bộ phim đó, ông ấy order cái cocktail là một cái martini Vesper mà có 3 phần gin, 1 phần vodka và nửa measurement, có nghĩa là nửa sự đo lường của Lillet, và một cái lemon twist. Thì sau đó cái cocktail đó trở nên rất là nổi tiếng. Mà một cái điều là ngộ là ông này lại order là shake chứ không phải là stir. Nếu như mà các bạn là bartender, các bạn sẽ hiểu là mình sẽ không có shake những cái cocktail mà toàn là booze không, thì mình sẽ không có shake, mình chỉ shake khi nào mà nó có juice là nước trái cây hoa quả trong đó thì mình mới shake, thì để cho cái vị nó bùng ra như là hôm trước Hào nói ở cái tập trước. Cho nên là đó là một cái cú twist
của cái bộ phim khi mà nói về cái Vesper, một cái martini mà shake. Thường ở những cái người mà ở bên này mà người ta muốn shake cái martini của họ là lý do là có thể là đó là dirty martini ha, hoặc là họ chỉ muốn shake, có nghĩa là họ muốn làm cái loãng hơn cái cocktail của họ. Nếu như bạn shake á, thì cocktail nó sẽ dilute, là nó loãng nhanh hơn. Còn nếu như mà bạn stir á, thì các cocktail cái vị nó sẽ mịn màng hơn, như hồi nãy họ có nói là bởi vì nó có rất là nhiều alcohol, nhiều booze như thế này. Vì thế đó cocktail này sẽ rất là mau xỉn. Để nói một phần là ba phần là 3 part of gin và 1 part là một phần của vodka. Thì nếu như mà các bạn làm theo mà 1 part là 1 ounce á, thì các bạn sẽ có cái cocktail này tới 4-5 ounce thì rất là nhiều. Nên là không đúng. Nên là Hào đã làm là 1 part là 0.75 ounce. Nên là khi mà các bạn có xem cái video, các bạn sẽ thấy là cái sự đo lường một chút xíu hơi là lạ là 2.25 ounce for gin và 0.75 ounce for vodka. Một điều nữa là khi mà Hào làm những cái research của mình á, thì cái Vesper này, cái original là cái phiên bản đầu tiên của Vesper là phải làm với lại Golden Gin. Thì các bạn có thể biết là Golden Gin rất là phổ biến, rất là popular ha. Nhưng mà mình không có phải là nhất thiết phải làm như vậy, tại vì ở trong cái bộ phim nó nói như vậy thôi. Nên mình có thể sử dụng các loại gin nào mình thích, hoặc sử dụng các loại vodka nào mình thích. Một điều là mình phải nhớ là phải có Lillet thì mới trở thành Vesper. Lillet này là Lillet Blanc, và các bạn có thể dùng Coquille Americano. Nhưng mà cái Lillet mà chính gốc để mà làm cái Vesper này ngày xưa đó thì nó sẽ không có còn hiện diện trên cái trái đất này nữa. Bởi vì nhà sản xuất Lillet không có làm cái Lillet Kina, là cái mà đã có trong Vesper nữa, mà chỉ sử dụng Lillet Blanc thôi. Thì cái Vesper này là một cái martini with a twist, là bạn sẽ thấy những cái mùi của lemon, cái tinh dầu của cái chanh rất là nhiều, và mùi gin thì sẽ nổi trội hơn. Nếu như mà bạn có bao giờ mà order cái này thì bạn nhớ order với một cái loại gin mà mình rất là yêu thích ha, thì bởi vì cái gin nó nổi trội nên là vodka thì là nước lã có rượu thôi, nên là cái mùi mình sẽ taste nhiều là gin. Và Lillet thì thật sự là cũng không có add thêm được vô những cái flavor hết, chỉ làm cho cái texture là cái sự cảm nhận của cái vị rượu này nó mịn màng hơn thôi. Ok, vậy là hôm nay chúng ta vừa học thêm được một cocktail mới, đó là Vesper, rất là nổi tiếng của James Bond, Điệp viên 007, và một loại rượu mới nữa pha chế ở trong pha chế, đó là Lillet xuất phát từ nước Pháp, Bordeaux nước Pháp, và đó là loại rượu không phải là liquor hoặc là liqueur nha các bạn. Great, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Xin cảm ơn các bạn đã xem cho đến cái thời điểm này. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Và các bạn ơi, nhớ là ủng hộ đóng góp cho đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.